Chào mừng anh chị và tất cả các bạn đã quay trở lại với khóa học của Base eHiring. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về thao tác thiết lập nền tảng cho hệ thống hiring. Và để các anh chị không cần phải chờ lâu, chúng ta hãy cùng truy cập vào đường dẫn hiring.base.vn và cùng thao tác thiết lập nền tảng. Để có thể thiết lập thì anh chị cũng sẽ truy cập vào đường dẫn là hiring.base.vn và thao tác cài đặt sẽ đi từ dưới lên trên tại thanh menu bên trái. Trong khuôn khổ của video này thì tôi sẽ hướng dẫn 3 nội dung tất cả. Thứ nhất là cài đặt nền tảng của hệ thống, bao gồm cài đặt địa điểm phòng ban, địa điểm văn phòng, cài đặt phân quyền cho hệ thống. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về cách cài đặt các mẫu email và mẫu phỏng vấn. Và cuối cùng chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về các tiêu chí đánh giá để có thể thiết lập các tiêu chí đánh giá phù hợp cho công ty. 3 phần thiết lập vừa rồi là những phần nền tảng bắt buộc cần phải làm trước khi chúng ta chuyển sang phần video tiếp theo, đó là video tạo một team tuyển dụng mới. Sau đây chúng ta sẽ đi vào phần cài đặt. Để cài đặt, anh chị sẽ chọn vào cài đặt hệ thống. Mục đầu tiên đó là cài đặt chung. Nơi đây thì anh chị sẽ liệt kê và nhập đầy đủ các thông tin của công ty. Nhập company code name. Sau đó lưu lại và tiếp tục. Mục thứ hai đó là phòng ban và nhân sự. Tại đây anh chị sẽ cần tạo ra đầy đủ tất cả các địa điểm văn phòng, tạo ra đầy đủ tất cả các phòng ban chuyên môn của công ty mình đang có. Nếu mà phòng ban và địa điểm quá nhiều, anh chị hoàn toàn có thể tham khảo file Excel mẫu ở đây, tải file về, nhập đầy đủ thông tin, sau đó upload file lên lại phần mềm thì nó sẽ tự động tạo ra tất cả các phòng ban và địa điểm mà công ty anh chị đang có. Thao tác tạo địa điểm và phòng ban là thao tác bắt buộc cần phải làm trước khi chúng ta chuyển sang video tiếp theo. Anh chị sẽ dành ra một ít phút để có thể thiết lập cái phần phòng ban và địa điểm này nha. Rồi, sau khi làm xong anh chị sẽ kéo xuống phía dưới và đến mục là phân quyền. Ở trên hệ thống thì có tất cả là 3 phân quyền. Phân quyền thứ nhất là HR Manager, là quản lý tuyển dụng. Phân quyền thứ hai là HR Executive, là nhân viên. Và phân quyền số 3 đó là Member, là các trưởng phòng tham gia vào tuyển dụng. HR Manager là người quản trị và có mọi quyền trên hệ thống eHiring. Họ có thể thấy được toàn bộ ứng viên và toàn bộ các team tuyển dụng mà phần mềm đang có. Thường sẽ là giám đốc tuyển dụng. Mình sẽ tag tên A cộng và tag tên người đó vô đây. Tiếp theo, HR Executive là người được phân quyền vào một số team tuyển dụng nào đó và họ sẽ đóng vai trò là nhân viên tuyển dụng trong công ty. Chúng ta cũng sẽ A cộng và tag tên vào đây. Ví dụ như vậy, sau đó lưu lại. Mục thứ ba đó là Member, là những thành viên sẽ tham gia vào hệ thống eHiring này dưới vai trò không phải là người quản trị tuyển dụng mà là người tham gia tuyển dụng, giống như là các thành viên là trưởng phòng hoặc là các bộ phận chuyên môn sẽ tham gia vào quá trình đánh giá phỏng vấn. Sau khi chúng ta thiết lập xong phần phòng ban và nhân sự, chúng ta sẽ đến phần hộp thư. Đầu tiên chúng ta sẽ xác lập địa chỉ email để gửi và nhận CV hoặc là gửi và nhận email cho ứng viên. Trong khuôn khổ của video này và dưới vai trò là người triển khai hệ thống eHiring cho nhiều doanh nghiệp thì tôi khuyến khích mọi người sẽ sử dụng email là HR company code name.talent.vn. Nếu anh chị có nhu cầu sử dụng email của công ty thì anh chị có thể liên hệ với đội hỗ trợ hoặc là liên hệ với bạn triển khai trực tiếp cho công ty để có thể hỗ trợ về phần này. Sau khi cài đặt xong địa chỉ email thì các anh chị sẽ cài đặt đến hộp thư. Đầu tiên là tên hộp thư, thường sẽ đặt theo tên công ty kèm theo chữ tuyển dụng. Để khi ứng viên nhận được email của công ty các anh chị thì ứng viên sẽ thấy là tên công ty có chữ tuyển dụng đang có một cái email gì đó cho mình. Và mục thứ ba trong phần này sẽ có mục chữ ký. Chữ ký là nơi để chúng ta thể hiện chữ ký trong tất cả các email của công ty, để sau này khi mà một cái email nào đó gửi cho ứng viên thì nó đều đính kèm cái chữ ký mà anh chị đã cài đặt ở đây. Sau khi làm xong thì chúng ta sẽ lưu lại. Mục cuối cùng trong phần cài đặt hệ thống đó là Talent Pool. Đây cũng là một phần bắt buộc cần phải thực hiện trước khi chúng ta chuyển sang video tiếp theo. Talent Pool là nơi giống như là các cái thư mục lưu trữ các thông tin của ứng viên để sau này chúng ta có thể thực hiện các hoạt động tìm kiếm hoặc là remarketing bằng email. Thường chúng ta sẽ tạo Talent Pool theo các phòng ban hoặc là anh chị có thể tạo các Talent Pool theo đúng nhu cầu lưu trữ mà công ty mình đang có. Chúng ta cũng sẽ thêm Talent Pool, nhập tên, nhập thành viên quản lý. Thành viên quản lý này sẽ có quyền thấy toàn bộ CV trong Talent Pool mà họ quản lý. Nhập mô tả và
và sau đó thêm talent pool mới. Sau khi làm xong thì chúng ta sẽ ấn nút hoàn thành. Phần vừa rồi tôi đã hướng dẫn về cài đặt hệ thống. Sau đây chúng ta sẽ chuyển sang phần tùy chỉnh. Phần tùy chỉnh tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về cách để tạo một mẫu email. Mục tiêu của việc tạo mẫu email là gì? Mẫu email sẽ giúp chúng ta có thể liệt kê ra tất cả các mẫu email mà chúng ta sẽ gửi cho ứng viên. Và nó phục vụ cho mục đích là khi mà trong từng quy trình tuyển dụng chúng ta có thể gửi email tự động dựa vào các mẫu email đã cài đặt từ trước. Để thêm một mẫu email mới thì anh chị cũng sẽ ấn thêm mẫu email mới. Đầu tiên chúng ta nhập tên mẫu email. Tên mẫu email chúng ta có thể hiểu là thư cảm ơn ứng viên. Tên của mẫu email này phục vụ cho mục đích là trong nội bộ sẽ phân biệt với nhau. Tiếp theo là tiêu đề email. Tiêu đề email là cái tiêu đề mà ứng viên sẽ nhìn thấy khi bạn ấy nhận được email của công ty các anh chị. Ví dụ như là cảm ơn. Ở trong phần mềm thì chúng ta có thể tự động lấy họ và tên của ứng viên. Bởi vì trên CV của ứng viên đã có họ và tên, phần mềm có thể tự đọc được thông tin đấy và điền vào cảm ơn tên bạn ấy. Và đây là email tự động nên chúng ta có thể cài đặt một cái key như thế này. Tùy bạn ứng viên mà phần mềm sẽ điền vào tên của đúng bạn ứng viên đấy cho chúng ta. Cảm ơn. Ví dụ Nguyễn Văn Nam đi, đã tuyển vị trí. Tại đây vị trí chúng ta cũng có một cái key là job. Copy và đưa vào đây. Đấy, chúng ta đã có một tiêu đề email. Tiếp theo chúng ta sẽ điền chính xác và đầy đủ tất cả các nội dung liên quan đến email cảm ơn. Chúng ta có thể là đi cũng tiếp tục là cái key bên kia. Đi ở đây thì có thể đơn giản hơn là tên ứng viên thôi, thì chúng ta để là name. Và sau đó chúng ta viết những cái dòng rất là tâm tình cho bạn đấy khi mà bạn đấy ứng tuyển cho chúng ta. Giả sử như là cảm ơn bạn. Thì ở trên phần mềm này chúng ta có rất là nhiều cái dòng key để chúng ta có thể tự động viết vào email này, và khi mà gửi cho ứng viên ấy, thì phần mềm sẽ tự động lấy cái thông tin đấy để gửi cho bạn đó. Trong nội dung video này thì tôi chỉ đang làm ví dụ thôi. Anh chị hoàn toàn có thể viết một email rất là dài với đầy đủ tất cả các thông tin mà bạn ấy cần biết. Sau khi nhập xong thì anh chị sẽ thêm template mới. Ý nghĩa của việc này là gì? Sau này trong quy trình tuyển dụng, khi mà tạo một tin tuyển dụng mới thì có những bước mà anh chị chọn là đến bước này tôi muốn tự động gửi email thư cảm ơn, hoặc đến bước nào đó tôi muốn tự động gửi một email offer hoặc là một email hire. Đó, thì chúng ta có thể cài đặt ở đây, và khi mà cài đặt tin tuyển dụng chúng ta có thể sử dụng nó. Song song với email thì chúng ta sẽ có một phần là mẫu phỏng vấn. Tại mẫu phỏng vấn, anh chị có thể hiểu là mẫu email và mẫu phỏng vấn tương đối là giống nhau. Tuy nhiên tất cả những cái email gửi đi mang nội dung là phỏng vấn online, phỏng vấn offline thì chúng ta sẽ tạo tất cả ở đây là mẫu phỏng vấn. Bởi vì khi thêm một mẫu phỏng vấn, chúng ta sẽ có một số cái thông tin yêu cầu điền. Đó là loại phỏng vấn là gì, thành viên tham gia phỏng vấn. Giả sử ở công ty chúng tôi có một bạn tên là CEO. Đấy, bạn CEO này luôn luôn tham gia vào quá trình phỏng vấn thì mình sẽ tag tên mặc định bạn ấy ở đây. Nên mình ghi là phỏng vấn. Ví dụ địa điểm phỏng vấn thì mình bỏ trống đi, cái này có thể thay đổi được. Tiêu đề email là thư mời phỏng vấn. Nếu chúng ta có những tệp đính kèm cho từng email thì chúng ta cũng sẽ đính kèm tệp vào đây. Và sau đó thì chúng ta cũng sẽ viết một nội dung email cực kỳ rõ ràng vô trên phần mềm này. Trong nội dung này thì tôi cũng đã cài đặt sẵn một mẫu phỏng vấn ở đây. Ví dụ như mẫu thư mời phỏng vấn. Các anh chị có thể thấy các cái thư mời phỏng vấn cố định. First name thân mến đấy. Khi mà gửi ra nó sẽ tự động lấy tên của bạn ấy, giả sử như là Nam thân mến, cảm ơn bạn đã ứng tuyển vị trí gì đó mà bạn ấy ứng tuyển này. Đó, sau khi đọc tất cả các thông tin thì ở đây là nơi mà anh chị sẽ viết những email rất là chi tiết, và viết một lần thôi, chúng ta có thể sử dụng cho rất là nhiều lần phía sau. Sau khi mà cài đặt xong mẫu email thì chúng ta sẽ đến phần tiếp theo là tiêu chí đánh giá.
Đây cũng là một phần tiên quyết và bắt buộc cần phải làm trước khi anh chị tạo một team tuyển dụng mới. Ở đây thì tiêu chí đánh giá sẽ chia thành hai khái niệm. Khái niệm thứ nhất là nhóm tiêu chí. Nhóm có thể chia theo dạng là thái độ, kiến thức hoặc kỹ năng, hoặc là nhóm tiêu chí mà công ty anh chị đang có, những nhóm tiêu chí đặc thù. Và trong mỗi một nhóm tiêu chí thì nó sẽ có nhiều tiêu chí cụ thể. Đấy. Trên màn hình ở đây thì tôi đã tạo ra một danh mục các tiêu chí đang cần có rồi. Thì tất cả những phần liên quan đến mẫu email và tiêu chí mẫu thì tôi sẽ đính kèm ở dưới mô tả của video này. Các anh chị có thể click vào đường link ở dưới để có thể theo dõi các thông tin liên quan đến phần cài đặt này. Để cài đặt một tiêu chí thì đơn giản là giả sử chúng ta có một tiêu chí là Microsoft Office, tin học văn phòng đi. Sau đó anh chị click vào đây và chọn nó là Skill, sau đó thì thêm. Tại phần này yêu cầu anh chị cần phải cài đặt ra đầy đủ tất cả các tiêu chí mà công ty mình có. Anh chị hiểu đây là một cái ngân hàng tiêu chí, để đến khi mà chúng ta tạo một team tuyển dụng mới, chúng ta sẽ chọn những tiêu chí mà chúng ta cần cho team đó từ cái ngân hàng này. Và đó là sau khi chúng ta cài đặt xong thì chúng ta sẽ có một danh mục các tiêu chí. Khi mà đã cài đặt xong hết tất cả những phần từ nãy giờ chúng ta đã trao đổi, bao gồm cài đặt hệ thống, mẫu email, mẫu phỏng vấn và tiêu chí đánh giá, thì các anh chị sẽ chuyển sang phần tiếp theo là tạo một team tuyển dụng mới. Cảm ơn tất cả các anh chị đã theo dõi video này. Mời tất cả các anh chị chuyển sang video tiếp theo để chúng ta có thể tìm hiểu thao tác tạo một team tuyển dụng mới. Thiết lập địa điểm phòng ban, thiết lập phân quyền, thiết lập hộp thư email, thiết lập email mẫu, mẫu phỏng vấn và các tiêu chí đánh giá. Trước khi chuyển sang video tiếp theo, các anh chị hãy trả lời một vài câu hỏi ở dưới video này. Cảm ơn các anh chị đã chú ý lắng nghe.